Nếu như bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone có cấu hình mạnh nhất với mức giá rẻ nhất mà ở thị trường chính hãng thì Xiaomi Mi 10 T Pro 5G chính là cái chiếc điện thoại mà hoàn hảo để cho các bạn lựa chọn ở thời điểm hiện tại ha. Thì cụ thể thì thiết bị này đang có mức giá khoảng 6 triệu tư hàng cũ tại Thế Giới Di Động. Với mức giá này thì Xiaomi Mi 10 T Pro 5G đã được trang bị con chip Snapdragon 865. Nó chính là chiếc điện thoại chính hãng có trang bị chip Snapdragon 865 rẻ nhất mà các bạn có thể mua được. Và nếu so sánh qua cái mức giá sách tay thì chúng ta sẽ có cái thiết bị mà Snapdragon 865 rẻ nhất chính là LG V60. Thì hai thiết bị này nó cũng có mức giá tương đương luôn ha. Và khi mà các bạn mua cái hàng chính hãng ở Thế Di Động thì nó sẽ đảm bảo hơn khi các bạn mua cái hàng sách tay. Tại vì về hình thức thì cả hai thiết bị này đều là cái những thiết bị cũ rồi, cho nên là nếu có xảy ra cái sự cố hỏng hóc gì á thì cái việc mà chúng ta bảo hành tại Thế Giới Di Động á thì nó cũng sẽ an tâm hơn so với các bạn mua trên các trang thương mại điện tử ha. Thì trước đây mình đã làm cái video liệt kê rất là nhiều những cái ưu điểm mà khi các bạn mua hàng cũ tại Thế Di Động á, các bạn sẽ được ra cửa hàng để test trực tiếp, nếu cảm thấy hài lòng thì nhận máy, còn không hài lòng thì chúng ta sẽ không nhận máy ha. Và nếu như ở cái địa phương các bạn không có, các bạn có thể chuyển từ cái Thế Di Động tỉnh khác về, và cái mức giá mà vận chuyển của nó chỉ rơi vào khoảng 30.000 thôi. Và cái chuỗi cửa hàng của Thế Di Động thì nó trải dài khắp cả nước luôn. Nếu mà chúng ta mua cái sản phẩm mà có cái sự cố về lỗi gì đó thì chúng ta có thể đem ra bất cứ cái cửa hàng nào của Thế Giới Di Động để được bảo hành ha. Và một ưu điểm nữa khi bạn mua hàng cũ tại Thế Di Động á, thì chúng ta sẽ có đầy đủ hộp và phụ kiện, linh kiện, ví dụ như cáp sạc đồ sẽ là cái hàng chính hãng ha. Các bạn có thể xem được cái thông tin rất là chi tiết về sản phẩm, kể cả lịch sử sửa chữa nếu có ha. Và khi mua hàng chính hãng thì chắc chắn chúng ta sẽ được hai SIM, thì đây cũng chính là một cái ưu điểm so với hàng sách tay, ví dụ như cụ thể là LG V60. Và chắc chắn là các bạn sẽ sử dụng được kết nối 5G ở trên Xiaomi Mi 10T Pro ha. Tại vì nó là hàng chính hãng, còn một số thiết bị sách tay có thể là các bạn sẽ không sử dụng được 5G do cái băng tần nó không phù hợp. Với con chip Snapdragon 865 thì cái điểm AnTuTu của nó sẽ lên đến 577.000 điểm ha. Và cái điểm CPU là khoảng 177.000, còn cái điểm GPU sẽ là 217.000. Thì đây là cái điểm để cho các bạn tham khảo nha. Và cái ưu điểm của con chip Snapdragon 865 ở thời điểm hiện tại thì cái hiệu năng của nó sẽ đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu của các bạn từ chơi game cho đến những cái thao tác hàng ngày. Ngoài ra thì cái con chip Snapdragon 865 này, đây là một cái con chip lành tính, nó không bị cái lỗi quá nhiệt tương tự như cái con chip 888 hay là con chip 8 Gen 1 ở trên những thiết bị mới hiện tại ha. Về cái dung lượng RAM thì nó được trang bị 8GB RAM, nó cũng ngang bằng với cái chiếc LG V60 ha. Ngoài ra thì nó có một cái ưu điểm vượt trội, đó chính là cái chuẩn đọc ghi của nó là UFS 3.1, là một cái chuẩn cao, rất là cao, hơn rất là nhiều so với cái chuẩn UFS 2.1 ở trên cái thiết bị LG V60. Ngoài ra nữa thì cái bộ nhớ ROM của nó, cái thiết bị này các bạn có thể mua được là 256GB, gấp đôi so với 128GB khi mà các bạn mua một cái thiết bị LG V60 sách tay cùng tầm giá với nó. Một cái nhược điểm nhỏ mà các bạn cần lưu ý là nó không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ. Nhưng mà đối với cái bộ nhớ trong mà 256GB thì mình nghĩ là dư sức cho cái nhu cầu sử dụng của chúng ta hàng ngày rồi, không nhất thiết phải cắm thêm thẻ nhớ đâu. Một cái ưu điểm tiếp theo nữa là nó trang bị cái dung lượng pin là 5000mAh và cái củ sạc kèm theo có cái tốc độ là 33W, cũng sẽ rất là nhanh khi mà chúng ta sạc cái đầy cái viên pin này chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng thôi ha. Mình xin nhắc lại là khi các bạn mua hàng cũ tại Thế Di Động thì chúng ta sẽ có đầy đủ phụ kiện kèm theo, cả hộp luôn ha. Trong khi đó nếu như các bạn mua hàng sách tay thì những cái củ sạc kèm theo có khả năng đó chính là những cái củ sạc lô và nó có thể ảnh hưởng đến cái thiết bị của các bạn ha. Và một cái ưu điểm nữa của Xiaomi Mi 10T Pro 5G chính là nó trang bị cái màn hình với cái tần số là 144Hz, rất là cao ha. Và nó có cái tính năng là điều chỉnh cái tốc độ làm tươi này dao động từ 30Hz cho đến 144Hz để tiết kiệm pin. Nó sẽ tự điều chỉnh dựa theo cái nội dung mà các bạn đang xem trên màn hình, ví dụ như xem phim, chơi game hay là lướt web thì nó sẽ tự động điều chỉnh cái tần số này, nó sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể tự cài đặt cái tần số ví dụ như là 90Hz, 144Hz. Và Mi 10T Pro 5G cũng chính là chiếc điện thoại thuộc dạng cao cấp, cho nên là cái chất liệu của nó được cấu thành cũng là cao cấp ha, hai mặt kính và cái khung kim loại. Và cái điểm thua thiệt nó, nếu mà các bạn so với LG V60, chính là nó không có trang bị cái khả năng kháng nước, kháng bụi ha. Cho nên là khi mà các bạn đi mưa đồ này kia nó sẽ không đó bảo đảm được. Xiaomi thì cho đến thời điểm hiện tại, kể cả cái thiết bị mới nhất hiện tại là Xiaomi Mi 12 Pro thì nó cũng không có được trang bị cái khả năng kháng nước, kháng bụi gì hết nha. Và cái cảm biến vân tay của nó sẽ đặt ở bên hông, tại vì nó trang bị cái màn hình IPS LCD chứ không phải là màn hình OLED ha. Đây có thể là đối với một số bạn nó sẽ là nhược điểm, nhưng mà đối với mình và một số ít người nữa thì nó có thể là ưu điểm. Tại vì mình thích nhìn cái màn hình IPS LCD hơn là cái màn hình OLED ha. Và cái chi phí sửa chữa cái màn hình IPS LCD thì nó cũng sẽ rẻ hơn so với cái màn hình OLED. Màn hình này có kích thước là 6,67 inch ha, có độ phân giải là Full HD LED với cái mặt độ điểm ảnh nó rơi vào khoảng là 395 PPI.
được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 5 và có cái tỷ lệ là 20:9. Nó cũng trang bị đầy đủ các tính năng, ví dụ như là HDR10+. Có thể đây không phải là một cái màn hình xuất sắc, nhưng mà nó sẽ là một cái màn hình đủ dùng, và khi mà các bạn xem phim, lướt web, chơi game thì nó cũng rất là ok ha. Và cái camera phía trước của nó là cái dạng nốt ruồi, không có chiếm nhiều diện tích, rất là nhỏ so với cái màn hình giọt nước tương tự như là cái chiếc V60. Và nó cũng không có jack 3.5 nha. Còn xét về phần camera thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera, cái với cái camera chính lên đến cái độ phân giải là 108 megapixel, rất là lớn. Với cái khả năng quay video lên đến độ phân giải là 8K ha. Và cái camera chính này nó sẽ sử dụng cái cảm biến của Samsung với cái khả năng là sóng rung quang học OIS. Và mình đã tham khảo rất là nhiều cái bài video đánh giá về cái camera này, thì đây cũng chính là một cái camera cho ra cái chất lượng ảnh và video tốt ở trong tầm giá ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn hai cái camera phụ nữa. Một cái camera phụ với cái góc siêu rộng, với cái độ rộng là 123 độ, với độ phân giải là 13 megapixel, và một cái ống kính 5 megapixel để dành các bạn chụp macro siêu cận cảnh. Còn camera selfie phía trước là 20 megapixel, cũng rất là đủ dùng ha. Ngoài ra thì những cái đặc sản của Xiaomi là chúng ta sẽ có cái cảm biến hồng ngoại để chúng ta điều khiển các thiết bị máy lạnh, TV các kiểu cũng rất là hữu ích ha. Ngoài ra thì Xiaomi Mi 10T Pro 5G cũng được trang bị loa kép, loa stereo, nó sẽ hữu ích khi các bạn chơi game đồ trên thiết bị này. Dường như là thiết bị này sinh ra để chơi game á, tại vì nó trang bị cái màn hình 144Hz nè. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái hệ thống tản nhiệt rất là tốt ở trên thiết bị này, nó sẽ không có gây cái quá nóng khi chúng ta sử dụng lâu dài ha. Vậy thì khi mua Xiaomi Mi 10T Pro 5G cũ tại Thế Giới Di Động thì các bạn cần cân nhắc điều gì? Đầu tiên á, thì với cái mức giá là 6,4 triệu này á, thì các bạn chỉ có thể mua được cái thiết bị chỉ còn bảo hành tại Thế Giới Di Động là khoảng 1 tháng thôi ha. Chúng ta đã hết bảo hành chính hãng rồi. Còn nếu như các bạn muốn bảo hành nhiều hơn nữa thì các bạn sẽ bỏ ra cái chi phí cao hơn. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ yên tâm hơn khi mà các bạn mua cái hàng xách tay cũng cùng tầm giá này ở trên các trang thương mại điện tử ha. Ngoài ra nữa thì nếu mà các bạn xem xét cái phần bình luận đánh giá của người dùng á, thì rất là nhiều những cái thông tin và nó nói về thiết bị này có gặp rất là nhiều những cái hiện tượng về lỗi vặt ha. Thì lỗi vặt là một cái đặc sản dường như là không thể thiếu ở trên các thiết bị Xiaomi rồi. Nhưng mà những cái bình luận tích cực vẫn chiếm đến 40% ha. Cho nên là các bạn cũng cần cân nhắc khi mà mua thiết bị này là cái vấn đề lỗi vặt. Nhưng mà nếu xét qua cái thiết bị cùng tầm giá với nó là LG V60 thì trước nay thì LG cũng rất là nhiều cái lỗi vặt. Cho nên là để mà mua được một cái thiết bị cấu hình cao, giá rẻ mà lại chính hãng nữa, thì đây cũng chính là cái điểm mà các bạn cần cân nhắc ha. Liều ăn nhiều, nhưng mà mình nghĩ cái độ liều này nó sẽ an tâm hơn các thiết bị LG mà các bạn mua cũ ở trên các trang thương mại điện tử. Thêm vào đó thì với cái chế độ bảo hành của Thế Giới Động thì các bạn cũng sẽ phần nào yên tâm hơn. Ngoài ra thì nếu xảy ra sự cố hỏng hóc thì các bạn cứ đem ra Thế Giới Động, người ta sẽ đem đi bảo hành. Cho dù là hết bảo hành tại Thế Giới Động rồi thì chúng ta sẽ được gửi lên hãng và cái linh kiện thay thế của nó, mình nghĩ nó sẽ nhiều hơn là so với các thiết bị LG. Tại vì LG thì cũng đã khai tử cái mảng điện thoại rồi. Rồi, các bạn nghĩ sao về cái chiếc Xiaomi Mi 10T Pro hàng cũ chính hãng tại Thế Giới Động với cái mức giá khoảng 6,4 triệu, và các bạn nghĩ nó có đáng mua hay không thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha. Thì bên dưới video mình sẽ để một số link để các bạn tham khảo. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.